còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Đưa cái mặt đây. Dám thách thức với anh hả? Với cái level 1, cấp độ 1 đầu tiên thì đó chính là cái quả TNT bình thường này nha các bạn. Thì như là các bạn đã biết rằng là cái quả TNT bình thường ở trong Minecraft thì nó nổ chỉ có nhiêu đây thôi đó. Nhưng mà nếu mà qua cái cấp độ thứ hai thì trong ngày hôm nay thì mình sẽ làm những cái loại quả TNT nổ banh xác cái thế giới này, nổ banh chành cái máy tính luôn đó. Đây là mới cái cấp độ 1 đầu tiên thôi, thì chúng ta sẽ qua đỡ với cái cấp độ thứ hai nè các bạn. Yeah, và các bạn đã sẵn sàng đến với cái cấp độ thứ hai chưa? Mà trước khi mà vào video thì các bạn nhớ ấn like nè và đăng ký kênh thật là nhiều nha các bạn. Bạn nào chưa đăng ký hãy kéo xuống ấn đăng ký nha. Rồi bây giờ là mình sẽ bắt đầu nè. Và cái quả TNT cấp độ 2 này là cái quả này nó có cái tên là cái gì đây? Spa TNT. Ồ, cái tên gì mà lạ vậy? Đó, cái trái TNT này nó có màu vàng nha anh em. Đó. Rồi, bây giờ là mình sẽ thử coi, thử một quả coi như thế nào nha các bạn. Đấy, thử một quả mình mới biết là cái công dụng nó sẽ như thế nào chứ. Quá cái gì vậy? Wow! Quá là dữ. Wow! Vậy là những cái quả này, ủa, là cái quả này nổ một phát thì nó sẽ phân ra rất là nhiều quả luôn. Rồi, đây mình sẽ thử đặt mấy trái vô nhà mấy bác dân làng thử xem sao nha các bạn. Trời ơi, không biết là cái máy tính của mình nó có chịu nổi nữa hay không nữa. À, rồi chạy lẹ. Ủa, tôi bắt chị ta bắt cái nè. Oh, wow. Quả là dở ai? Ai đu 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 bắt chị ta bắt. Các bạn thấy mình ghê chưa? Mình vừa đọc rap. Ủa cái này không giống đọc rap lắm, giống như là mình đang niệm bùa vậy đó các bạn. Nó làm cho quả TNT này nó không trúng mình luôn á, ghê chưa? Trời ơi, mình tưởng đâu là cái pha đó là tôi chết luôn rồi đó anh em. Còn cái ông này ông làm gì vậy? Trời, mình vừa thấy là cái ông này ông làm gì mà ông đứng à, ông nhúng gì đó, mình không hiểu kiểu gì luôn á các bạn. Mà khoan, mình sẽ cho các bạn xem cái khung cảnh khi mà vừa xong cái cấp độ thứ hai nè các bạn. Đó, ồ cũng khá là ghê gớm đó các bạn. Rồi giờ mình sẽ chuyển sang cái cấp độ thứ ba nè các bạn. Vô. Và đây là cấp độ thứ 3 rồi nè các bạn ơi. Ủa 3 hay 4? Ê, thứ 3 nha, thứ 3. Và cái cấp độ thứ 3 này là cái quả TNT này, là cái trái này nó có màu hồng nha các bạn. Trời ơi, nhìn nó rất là nam tính, mạnh mẽ liền. Ôi màu hồng luôn đó trời. Ôi mấy kết, có loại quả TNT màu hồng luôn. Đấy, rồi lần này là mình sẽ thử cái trái này thử xem sao nha. Mình thử một quả trước. Ồ, coi cái quả đầu tiên coi nó có cái chuyện gì xảy ra không. Vãi. Trời ơi, mình thấy ghê vãi. Cho thêm một quả nữa coi. Để mình thử điều tra quan sát coi. Nè. Ôi. Ghê thiệt luôn á. Wow. Nói chung á là cũng khá là đỉnh đấy các bạn. Nếu mà mình cho cả đống TNT này nổ thì sẽ như thế nào đây? Ông dân làng ơi, ông gán chạy đi. Rồi, mình sẽ thử coi. Lần này là mình sẽ đứng ở chỗ nào cao cao một xíu nhé anh em. Rồi sau đó là tôi cho nó nổ. Bạn nào mà muốn mình cho cái quả màu hồng mạnh mẽ này nổ thì các bạn nhớ like cho video này đạt 10.000 like nha các bạn. Rồi, gọi trái này nha.
Rồi, lần này là mình sẽ để cực kỳ là nhiều luôn. Siêu to khủng lồ luôn các bạn. Ôi, khá là nhiều màu hồng nam tính luôn. Rồi, như đây là mình nghĩ là chắc là hơi nhiều thì phải. Rồi, chạy 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 chạy. Ôi, chạy đi con bò ơi. Con bò đâu rồi, cái con bò đang đứng kìa. Vãi, chết queo luôn. Để mình đi lên thử xem sao nha. Để mình đi lên coi tình hình nó sẽ như thế nào nha các bạn. Wow, cái cú nổ vừa nãy là siêu khủng khiếp luôn á. Ôi, ôi. Coi nè các bạn, coi nè. Tình trạng hiện tại bây giờ là nè. Ôi, ê mà không biết là còn ông dân làng nào còn sống không á các bạn. Ôi ôi, để mình coi còn ông dân làng nào còn sống á là mình bó tay luôn á nha. Ôi, ở đây hình như là còn một cái căn nhà. What? Ôi, vẫn còn một ông dân làng còn sống luôn nè. Ôi, cái cú vừa nãy là mình không thể chạy thoát nổi luôn á. Ôi, để mình coi. Ủa, anh Golem vẫn còn sống luôn nè. Hình như là còn mỗi cái ông này chưa chết rồi các bạn. Ôi ơi, rồi bây giờ là mình sẽ chuyển sang cái quả TNT cấp độ thứ 4 nha các bạn. Và đây. Và đây chính là cấp độ thứ 4 nha các bạn. Đây, cái quả TNT mà mình đang cầm nó có màu màu gì đây? Để chưa? Để mình xuống đây cái. Nó có màu xanh nha các bạn. Ôi, màu xanh dương. Ủa, cái màu xanh dương là màu mình cũng rất là thích luôn á các bạn. Wow, để mình coi cái quả lần này nó sẽ như thế nào đây. Chuẩn bị tinh thần mới được. Chứ kiểu này là... Chuẩn bị nè. Để mình thử cái quả. Một quả đầu tiên trước, coi tình hình nó sẽ như thế nào. Ê, ê, nó bắn cái gì vậy? Ủa, trời. Ủa, chưa. Ôi, mình chưa quan sát rõ nữa các bạn ơi. Ok, giờ bây giờ là mình sẽ thử lại coi. Cái quả đầu tiên coi nó bắn là cái gì vậy? Chưa. Nè. Wow! Nó bắn ra rất là nhiều hướng luôn á các bạn. Đỉnh thiệt. Coi lại nữa nè, coi lại nữa. À, nó bắn ra bốn phía luôn. Bốn phía. Ghê đấy, giờ mình sẽ đặt thật là nhiều luôn nha các bạn. Lần này là phải nhiều lên chứ sao. Này, cái quả TNT màu xanh dương này nhìn rất là đẹp luôn. Nhưng mà liệu nó có nổ khủng khiếp hay không? Mình sẽ để xung quanh cho đến khi nào mà hết cái quả TNT ở trong người nha anh em. Rồi, như đây là mình nghĩ là đủ rồi đó. Wow. Vô, mình đã chuẩn bị một cái cầu thang ở đây rồi nè. Ủa, ông này ông đi đâu vậy? Cái cầu thang của tôi mà. Rồi, mình để cái cầu thang ở đây, có gì mình đi lên nha các bạn. Rồi, chuẩn bị nha. Một, vô, chạy, lẹ. Lỗi mày nha cái máy tính ơi. Quá là dữ luôn rồi. Đau tim quá. Nó vẫn chưa hết nổ nữa kìa các bạn. Trời ơi. Trời. Oh my god. Bạn nào mà thấy cái quả vừa rồi quá là kinh khủng khiếp luôn, hãy bình luận là kinh khủng quá anh Vinh ơi nha các bạn. Sau cái đợt này là chắc là mình phải dùng máy của chị hàng xóm luôn quá. Bạn nào mà đang xem video á, các bạn nhớ đăng ký kênh. Thì khi mà mình ra video mới á thì các bạn sẽ là những người xem video của mình đầu tiên nha. Nên là nhớ đăng ký kênh nha các bạn. Yeah, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi, mình sẽ cho các bạn coi nè. Vừa nãy á là một cái thế giới bình thường luôn nha các bạn. Rồi, nhưng mà sau một hồi là
một phát một là banh chành luôn nè, quá là dữ luôn á. Công nhận là cấp độ 4 này có khác, nhưng mà mình còn nhiều cấp độ lắm. Mình còn cấp độ 5, cấp độ 6 nè. Ôi ôi ôi, cái gì vậy? Ôi, chúng ta sẽ sang đến với cái cấp độ thứ 5 nhé anh em. Sẵn sàng chưa? Hey yo yo, và đây là cấp độ 5 nha các bạn. Level 5. Ồ, cái quả lần này nó sẽ có cái màu xanh lá nha các bạn. Xanh lá xa lánh nè. Ồ, màu xanh nè. Để mình thử coi cái quả này nó, khi mà nó nổ nó sẽ trông như thế nào nha. Wow. Ồ, nó bắn ra cái gì vậy? Ê, wow, vậy là mình hiểu rồi, là cái quả này khi mà nó bắn á các bạn. Ủa sao golem đánh mình vậy ta? Mình có làm cái gì đâu. Ơ, mình chỉ phá nhà thôi mà. Trời ơi, công nhận là cái cục này cũng dữ thiệt ha. Mình sẽ thử thêm một phát nữa. Để mình thử thêm một phát nữa là mình sẽ chuyển sang là rất là nhiều quả tên nữa đây. Á, à, ôi lỡ té xuống rồi. Kìa. Rồi, mình đã xuất hiện lại rồi đây. Ê, bắt đầu liền luôn. Cho nóng luôn, bắt đầu liền luôn chứ sao bây giờ. Lần này là quả TNT màu xanh lá, xa lánh. Mình sẽ đặt cho đến khi nào mà mình hết thì thôi nha. Rồi còn mười mấy quả nữa. Khủng khiếp thật sự luôn. Sẵn tiện á, mình sẽ trả thù lúc nãy là anh Golem đánh mình nha các bạn. Rồi, chuẩn bị nha. Một, 2, 3, let's go. Chạy lẹ luôn. Rồi, đây rồi. Wow, anh ơi đừng có tới đây nha, em đứng xa dữ lắm anh đó nghe. Wow, quá là dữ luôn. Ôi, mém tí nữa là mình chết rồi đó. Nhưng mà vẫn hên rồi các bạn ơi. Rồi, ôi, rồi để mình coi mấy ông dân làng này chết hết chưa nha các bạn. Để coi còn ông dân làng nào còn sống hay không. Ôi ơi, hình như là không còn ông nào còn sống đâu các bạn. Có vẻ như là anh Golem cũng chết luôn rồi. Mình sẽ qua đến với cấp độ cuối cùng luôn nào. Tầng lần, đây là cấp độ 6 cũng như là cấp độ cuối cùng nha các bạn. Bình thường là những cái cấp độ mà càng cao thì nó sẽ càng kinh khủng nha. Và sau cái đợt này là mình sẽ loại nhà của chị hàng xóm và mượn cái máy tính để làm video cho tất cả các bạn fan xem. Chưa biết bởi sao bây giờ. Trời cha, đây là cái cục gì đây? Lần này là cái cục này nó có cái tên là cái gì? Cục Ultimate gì đó các bạn ơi. Mình đọc tiếng Anh hơi bị dở nên là các bạn thông cảm. Rồi cái cục này nó có 7 màu luôn hay sao á. Màu vàng nè, màu xanh nè, rồi màu gì đủ thứ màu luôn á. Rồi chắc là cái cục này kinh khủng lắm nè các bạn. Nó trộn nhiều loại TNT vô đây. Ôi, giờ tiếp tục nữa chứ sao bây giờ. Nghĩ là chắc là nó khủng hơn là mấy cái cục trước luôn á các bạn. Một cục là chắc là cũng đã dữ rồi. Lần này mình chắc là mình cho 64 cục chắc. Cái máy của mình cũng vĩnh biệt luôn quá các bạn ơi. Bạn các bạn nào xem nhớ like để chia buồn cùng với cái máy tính của mình nhé. Rồi chuẩn bị rồi hay sao? Giờ mình sẽ để chế độ sáng tạo luôn nha. Ui. Hãy cùng nhau.
30 phút sau. Nó nổ chưa xong nữa kìa các bạn ơi. Cái này gọi là chơi ngu khó khát. Cái này gọi là chơi ngu rồi. Mình nếu mà bạn nào là người mới lần đầu xem trên kênh của mình thì ngặt còn chăn trở gì nữa, đăng ký kênh để xem những cái pha mà cực kỳ là hài hước của mình nha các bạn. shopwinmc.vn, shop bắt nạt game Free Fire giá rẻ uy tín, chỉ với 19.000 đồng là các bạn có thể sở hữu đến 15.000 viên kim cương, giảm giá đến 50% ạc Free Fire tự chọn nha anh em ơi. Hàng loạt vòng quay hấp dẫn và vòng quay may mắn, tỷ lệ trúng kim cương cực kỳ là cao. Hãy đến với shopwinmc.vn. Khủng khiếp luôn, coi như là ở trên đây không còn cái gì tồn tại được nữa các bạn. Ok, và video mình đến đây cũng đã là kết thúc rồi các bạn ơi. Các bạn nào đang xem video này tới đây rồi, các bạn hãy bình luận là đã xem hết nha. Và bình luận là cái chữ Phan Vinh luôn nè. Ơi, đây, cái kết đây. Rồi, bây giờ là tạm biệt các bạn và hẹn các bạn trong các video lần sau nhé.